Rồi, xin chào các bạn. Thấy các bạn rất là quan tâm cho nên mình làm cái video này nhanh để giới thiệu cho các bạn cách làm một cái ngôi nhà cấp 4 với chi phí rất là vừa phải ở thôn quê. Thì đây là cái nhà của ông bà già. Thì chiều ngang nó khoảng 4 mét thôi. Là ở quê thì các bạn biết rồi, đất thì họ bán là tính mét ngang, cho nên một cái miếng đất này nó còn nhỏ hơn cái nhà kế bên đó. Nhưng nếu các bạn biết cách làm thì các bạn sẽ có một cái ngôi nhà rất là nổi bật với giá không có đắt chút nào. Đầu tiên là cái cổng, cái cổng mình sẽ đặt một cái người thợ sắt rất là biết cách làm và sơn tĩnh điện. Mình sẽ vẽ ra cái mẫu này và bắt anh thợ sắt anh làm theo ý mình. Các bạn thấy đẹp bởi vì sao? Bởi vì có hoa, có cây, có hoa giấy, nó leo qua cổng. Đó là những cái điểm nó làm cho nổi bật và nó làm cho cái căn nhà mình đẹp hơn. Hoa giấy thì một bên là mình trồng một cái loại hoa giấy màu đỏ với cái lá nó nhỏ, và một bên thì mình trồng cái hoa giấy màu hồng với lá nó lớn. Thì hai bên nó sẽ bò qua và nó chạm mặt với nhau. Trên hai cái trụ thì mình gắn hai cái bóng đèn. Bóng đèn này các bạn có thể mua ở ngoài đường Yesin, rất là rẻ, ban đêm thắp lên cực đẹp. Rồi trên hai cái trụ hai bên thì các bạn cũng mua một cái đèn chỉ vài trăm ngàn, các bạn gắn lên đi dây điện âm bên trong cái hàng rào. Hai cái bồn hoa thì các bạn xây bằng gạch đơn giản thôi. Sau khi các bạn trồng cây nó tốt lên thì nó sẽ phủ luôn cái phần gạch. Bên trên cái cột điện mình làm một cái bóng đèn LED đánh vào ngôi nhà vào ban đêm. Các bạn sẽ thấy ngôi nhà đẹp lung linh hơn và nổi bật hơn những ngôi nhà bên cạnh. Cửa thì các bạn nên sơn màu trắng cho nó đẹp. Trụ mình cũng sơn màu trắng và các bạn nhớ là sơn tĩnh điện cho nó bền và nó rất là đẹp. Rồi cái trụ điện bên trong nhà thì mình đánh một cái đèn LED để ban đêm mình soi nó vào căn nhà cho nó đẹp vào ban đêm. Ở cái góc bên phải của ngôi nhà thì mình đặt một cái tượng Đức Mẹ và mình làm một cái hòn nông bộ nhỏ đây để trồng cây trồng cảnh, rất là nhỏ gọn, và thuê người ta đem đá về làm. Kế bên tượng Đức Mẹ thì mình đặt một cái bộ bàn đá nhỏ gọn để bạn bè tới uống cà phê ngồi nói dốc. Mình xây một cái hàng rào đơn giản, trồng trúc, trồng một số cái loại cây dễ sống. Đặc biệt là các bạn nhớ khi mà xây cái hàng rào thì các bạn đi những cái dây điện âm tường để mình thắp những cái đèn ban đêm rọi sáng xuống cái hàng rào, rọi sáng xuống cái vườn cây. Sau khoảng 6 tháng thì hoa giấy bắt đầu nó leo qua cái hàng rào này và nó tạo thành một cái cổng hoa rất là đẹp, đúng với ý đồ của mình. Và đây là cây lộc vừng, một cái cây lộc vừng ở quê rất là thích, với lá to. Cây lộc vừng này bạn mình tặng, anh Cu Đen tặng. Thì nó nở hoa và có trái. Ở dưới mình trồng những cái loại hoa trắng nhỏ nhỏ để nó điểm cho cái gốc của lộc vừng. Rồi đây là một nhánh hoa lộc vừng đây các bạn. Nhánh hoa lộc vừng và cái trái lộc vừng đây, nó rất là lạ. Đây là cái mái, cái phần che của xe hơi. Cái này không có trong cái ý tưởng của mình, nhưng mà cái xe này của ông anh, ông để ké, ông sợ nắng cho nên là ông tự ý làm cái mái này. Mình không có đồng ý lắm nhưng mà thôi, không sao. Nói chung là anh làm công công để che chiếc xe cho nên nó cũng không có gây mất thẩm mỹ, mất mỹ quan quá cái ngôi nhà. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn cũng có thể làm cái mái này để che cái xe hơi. Mình thấy là nó cũng không có đến nỗi tệ để mà làm xấu cái căn nhà của mình. Nếu để xe ngoài nắng thì nó sẽ hư xe. Chiếc Vios này già lắm rồi, rất là già.
Rồi nhìn tổng thể cái sân vườn ở trước thì chúng ta lùi vào khoảng chừng 6 hoặc là 7 mét để dành cho cái sân vườn. Thì mình đúc những cái tấm đan bằng xi măng cũng rất là rẻ tiền thôi, đặt lên đây và các bạn chừa ra một cái viền để các bạn trồng cỏ. Và các bạn phải xiên, cắt cỏ và tưới hoa, tưới cỏ để cho nó tốt ha, tưới phân cho nó tốt với cỏ này, xanh lên nhìn rất là đẹp. Rồi cái mặt tiền chính căn nhà cũng không có gì đặc biệt, các bạn lên Google các bạn search nhà cấp 4, nhà cấp 4 với thiết kế đẹp gì đó, thì các bạn sẽ thấy những cái mái ngói, những cái kiểu này rất là nhiều, ai cũng có thể thấy được và làm được đó. Các bạn sẽ thấy rất là đơn sơ, trắng trẻo và sạch sẽ, nó tạo cho một cái cảm giác rất là dễ chịu. Những cái kiểu này thì quá đơn giản, không có gì cầu kỳ phức tạp hết đó. Cái bậc thang lên thì mình làm bằng đá đen. Bước vào cái phòng khách thì có cái cửa, mình làm cái cửa Aero Window với 4 cánh, rất là rộng. Và ở bên hông thì các bạn thấy là sẽ có một cái cửa phụ đi vào. Và mình để một cái hành lang rộng ở đây. Trước đây thì mình làm một cái bồn hoa, mình tính trồng hoa hồng, coi như là một cái vườn hồng nhỏ nhỏ. Rồi đứng góc này thì chúng ta thấy là chiều ngang cái nhà 8m, chiều dài 25m, thục vào khoảng 6m để làm cái sân. Và bên hông có một cái hành lang rất là rộng. Mình chừa một cái đường luồng đi từ trước ra sau khoảng 1m6 để chúng ta có một cái vách sát tường là chúng ta trồng cây, và có một cái sân cỏ xanh um rất là đẹp như các bạn thấy, rất dài và tạo ra một cái cảnh quan của cái sân vườn cực kỳ đẹp luôn. Thì toàn bộ mình thuê một cái người trồng hoa, trồng cỏ cho toàn bộ cái sân vườn và căn nhà này khoảng chừng 70 triệu đồng. Là các bạn có toàn bộ cái vườn hoa, vườn cây này y như một cái resort. Sau đó thì mình tự chăm sóc. Đó, thì cái cây cóc này mình mua cũng đâu khoảng 100 mấy chục ngàn đó mình trồng. Bây giờ lên trái rất là nhiều, các bạn thấy không? Trái non nè. Đây có những trái lớn. Đó, bên đây còn một chùm nữa nè. Đó, rất là nhiều trái. Đó, cứ một đoạn thì mình gắn một cái bóng đèn LED, đèn vàng âm tường đánh xuống cái hàng rào này, và ban đêm mở đèn lên các bạn sẽ thấy rất là đẹp. Đây là nhìn từ phía sau ra trước. Rồi bên hông nhà thì mình cũng cho đi một cái dàn dây âm tường để đặt những cái đèn LED màu vàng. Toàn bộ những đèn này các bạn có thể ra đường ký con hoặc buster các bạn mua với giá cũng khá là rẻ. Mình đặt rất nhiều cửa sổ để lấy ánh sáng vào nhà, và trong nhà các bạn có thể nhìn ra thấy nguyên cái hàng cây rất đẹp. Đó, thì mình có ông anh làm Aero Window cho nên là nhờ anh mua được cái dàn cửa với cái mức chiết khấu cũng khá là êm. Đó, các bạn thấy cái đường luồng đi ra nhà và rất nhiều cửa sổ, cho nên trong nhà các bạn thấy lúc nào nó cũng trắng tinh, ánh sáng ngập trong căn nhà luôn, không có muỗi, không có ruồi. Đó, từ đằng sau nhìn lên và đây là cái hành lang. Ở phòng khách nhìn ra thì các bạn thấy là mình bố trí rất nhiều cửa. Ở đây là một bộ cửa chính. Rồi bên hông đây là một bộ cửa, cửa hông. Rồi tiếp tục ở bên phía hông này là một cái cửa bên hông để đi vào. Cho nên là nhà lúc nào cũng rất là sáng. Ở phòng khách thì mình làm rất là đơn giản, giống như nhà phố, giống như căn hộ. Tường phẳng, lắp đèn LED và những cái bộ sofa đơn giản thôi.
Rồi đây là cái khu vực bếp. Thì toàn bộ phần bếp này mình đóng ở trong Sài Gòn, nhờ một bạn Thảo Việt làm cái cửa hàng cho mình đóng rồi chở ra đây ráp. Thì các bạn thấy cái bếp đó rất là hiện đại, giống như những căn hộ chung cư cao cấp, với cái tông gỗ cũng như là cái tấm laminate của công ty An Cường, những cái tấm kính hấp màu đặt ở trên những cái phần bếp nấu với cái bếp treo bên trên đó. Thì những cái này các bạn thấy dễ dàng bắt gặp những cái căn hộ mà mình đem nó ra làm cho những cái nhà quê, tạo nên một cái sự khác biệt so với căn nhà mà họ thường làm ở dưới quê, là ưa mua đồ đem về ráp chứ không có đóng làm riêng. Phần rèm thì mình cũng đặt may từ trong Sài Gòn với cái giá cũng khá hợp lý, và cái tông màu rất là đơn giản. Bàn mình mua của công ty An Cường, cái bàn này có thể kéo ra để nó mở rộng ra dành cho nhiều người ngồi hơn. Phần sinh hoạt chính ở gia đình đa số là ở dưới bếp, cho nên là mình lắp một cái tivi, mình kéo cái đường truyền K cộng từ bên trên xuống dưới đây. Và cái mình dùng cái đế xoay mình có bán để mà lắp cái tivi này cho cái góc nhìn nó được tốt, mà khi mà ngồi ăn để xem tivi, xem thời sự. Khi nấu ăn hoặc làm bếp thì các bạn có thể nhìn ra ngoài với rất nhiều cửa. Riêng cái bếp này thì mình làm 3 bộ cửa và cho ánh sáng luôn luôn là sáng rực trong mọi căn phòng. Tủ bếp cũng được bố trí rất là nhiều tủ, rất nhiều hộc tủ rộng rãi, tha hồ để đồ, từ tủ dưới cho tới tủ treo bên trên. Cái tủ bên dưới tivi thì để bánh kẹo rồi linh tinh, sữa rồi những cái thức ăn khô. Đây, cái bàn ăn các bạn thấy rất là đẹp, mua của An Cường cũng không có đắt lắm, và treo một cái đèn bên trên. Mình trang trí nhà y chang như là nhà căn hộ. Đèn tất cả mình dùng bóng led. Nguyên cái hành lang từ bên dưới lên trên mình đặt tới 4 cái cửa sổ rất là lớn, rất là rộng, để các bạn thấy được nhìn cái hàng rào cây xanh bên ngoài, cũng như là mình lấy được ánh sáng sáng rực cho căn nhà luôn. Các bạn đi lên thấy rất là rộng, sáng mà muỗi sợ phải bỏ chạy luôn đó. Như các bạn thường thấy thì ở quê họ may rèm rất là màu mè, bông hoa, nhưng mình không chấp nhận điều đó. Rồi mình đặt may cái màu rèm cũng như là hai lớp, một lớp von trắng mỏng và một lớp chống nắng, bài bản theo kiểu nhà căn hộ cao cấp. Phòng khách cũng được làm rất là bài bản. Anh Thảo đóng đem từ trong Sài Gòn la ráp. Tivi, loa. Bộ loa này lúc trước sale Hackman Cao Đông là sale up rất là mạnh nè. Đó thì mình cũng đi led đặt bên trong, và tivi này cũng xoay được luôn. Tivi này mình cũng làm cái đế xoay, và mình có bán cái đế này cũng đưa về xoay và âm rất là bài bản. Cái vách không có một cái dây nhựa nào ló ra, từ dây tivi, dây điện thoại, internet mình âm hết. Những người lớn tuổi thì ít thích đi cửa chính, một là đi cửa hông này, hai là đi ra cái hành lang này, ra sau và đi vô bếp. Cho nên các bạn thấy là mình đặt một cái hành lang bên ngoài trồng cỏ và bên trong bước vào các phòng. Thì đây là cái phòng đầu tiên dành cho ông bà già đó. Thì ở trong phòng là mình làm bằng sàn gỗ, đóng bộ giường và bộ tủ rất là đơn giản thôi, với một cái trần cũng trắng tinh, đặt những cái bóng đèn led. Rồi tủ quần áo thì cũng khá là đơn sơ đó, một cái tấm gương soi mặt và cái nhà vệ sinh, cộng một cái bàn trang điểm nhỏ nhỏ.
ở đây. Phòng ông bà già cho nên là phải làm cái nhà vệ sinh bên trong. Rồi kế cái phòng ông bà già thì có một cái phòng này là phòng sinh hoạt chung. Đáng lẽ đặt một cái bộ bàn ở đây để sinh hoạt chung hoặc là một cái kệ sách, và cái vách này mình sẽ trang trí cái vách về vẽ 3D hoặc là in tranh mình dán lên đây, tạo một cái tiểu cảnh ở đây, sông suối hoặc là cây cảnh giả gì đó cho nó đẹp cái khu này, nhưng mà tạm thời chưa có làm cho nên để trống. Ở trên đây thì mình đặt một cái giếng trời đó, và cái chảo anten cộng với cái hệ thống nước năng lượng mặt trời, bồn nước, mọi thứ trên đây có việc gì thì mình bắt cái thang mình leo lên cái lỗ này, kéo cái dây ra, kéo cái dây này xuống thì hai cái tấm kính nó sẽ bung ra và mình trèo lên được. Ở từ cái giếng trời này thì các bạn sẽ có được hai cái cửa sổ thông ánh sáng cho hai cái phòng ngủ. Đây là cái phòng ngủ dành cho ông bà già, và đây là cái phòng ngủ cho khách. Các bạn sẽ thấy được có hai cái phòng ngủ và hai cái cửa sổ thông ra cái phòng sinh hoạt chung và cái giếng trời, tạo cho cái căn phòng lúc nào cũng có ánh sáng. Rồi tiếp theo cái phòng sinh hoạt chung là cái toilet thứ hai. Toilet thứ hai này, một là dùng cho khách, một cái phòng ngủ thứ hai, và toàn bộ khách vào nhà mình sẽ dùng cái này, nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh thì mình cũng mua những cái thiết bị Toto hoặc là những cái vòi sen, vòi nước, vòi tắm. Đó, cái tủ kính mình cũng làm giống như là Vinhome họ làm cho những căn hộ cao cấp, mở ra có cửa tủ bên trong đậy lại thành một cái tấm kính. Và đây là cái bồn rửa mặt. Toàn bộ cửa thì mình dùng Aero Window, và cái phòng ngủ thứ hai thì cũng y chang cái phòng ngủ thứ nhất. Một bộ giường rộng, một cái bàn nhỏ nhỏ để ngồi làm việc, trang điểm, thông qua cái cửa sổ đi ra cái giếng trời. Một cái tủ quần áo lớn. Đây là cái đường vô cái phòng ngủ thứ hai, cái toilet, vừa phòng ngủ thứ hai vừa cái toilet dùng chung cho cả căn nhà. Cửa rất là nhiều, nhà rất là nhiều cửa, và tốn tiền nhất là tốn tiền cho cửa các bạn, cho nên là ánh sáng trong nhà rất là sáng. Đây xuống phòng bếp. Thì hiện tại căn nhà là phòng bếp là phòng sinh hoạt nhiều nhất, gồm có tivi, có tivi ăn uống, thậm chí chơi ở đây không. Phòng khách rất là ít sinh hoạt. Mình nắm được cái điều đó cho nên là mình đầu tư cái bếp cho nó bài bản, có tivi để coi. Và thường ông bà già đi về cũng hay đi từ hướng sau vô cái bếp trước. Còn cái phòng khách thì không ai dùng hết, cho nên lúc nào cũng tủ khăn lại cho nó đỡ bay bụi. Thì tóm lại thì một cái căn nhà ở quê với cái chiều dài một miếng đất khoảng chừng 25m và chiều ngang 8m là một cái tiêu chuẩn. Thì đất ở quê rất là rẻ. Đất này từ ngày xưa ông bà già mua chắc là rẻ lắm, không chứ không phải như thành phố. Cho nên là nếu các bạn biết thì các bạn có thể search Google, tìm kiếm những mẫu nhà đẹp, và các bạn có thể lên kế hoạch thiết kế cho mình một cái ngôi nhà ở quê đẹp, hiện đại, đầy cây xanh. Với một cái căn nhà này thì mình nghĩ các bạn có thể làm được với mức chi phí từ khoảng chừng 1.2 tỷ cho tới 1.5 tỷ, 1.1 tỷ, 1.2 tỷ cho tới 1.5 tỷ, tùy theo mức độ chịu chi và mức độ đầu tư đồ cao cấp ha. Cái phí xây phần thô khoảng chừng 800 triệu, 900 triệu, tầm đó.
Đó, các bạn sẽ thấy khi mà trời tối mình bật đèn lên không? Bật đèn lên các bạn thấy cái cổng cũng như cái ánh sáng ngôi nhà rất là đẹp. Đi gần vô cho các bạn xem. Thứ nhất là bốn cái bóng đèn trụ cổng nè. Hai cái bóng ngoài cùng mình đặt là làm hai cái bóng vuông và hai cái bóng ngay cột chính là bóng tròn. Cái cổng hoa giấy đèn lên ban đêm rất là đẹp. Bảo đảm với các bạn chi phí rất thấp để các bạn làm được một cái cổng như vậy. Rồi mình đánh một cái bóng đèn led ở trên cái trụ kia và nó sẽ rọi thẳng vào cái mặt tiền của căn nhà, làm cho căn nhà các bạn trở nên lung linh, nổi bật. Có những cái mảng mình thắp đèn ở những cái mảng vách tường, hàng rào cây xanh thì các bạn thấy ban đêm những cái đèn led nó đánh vào cái vách tạo ra những cái đốm sáng nhìn rất là sang trọng, ấm cúng. Trong cái góc hoa này cũng vậy các bạn, ánh sáng bung từ bên trong ra rất là đẹp. Nếu có một cái sân vườn đẹp, chắc chắn các bạn sẽ phải bố trí những cái dàn đèn. Các bạn không được tiết kiệm đèn, ánh sáng. Nhớ đi dây âm tường trong những cái hàng rào khi lúc mình xây. Và đây kia hệ thống nước để tưới vào cái dàn hoa này nha các bạn. Các bạn thấy ban đêm ánh sáng lên rất là đẹp. Nó tỏa ra từ trong những cái bụi cây, trong những cái lùm cây. Những cái đèn mình đặt ở trên vách tường với ánh sáng điểm nhẹ nó cũng tạo ra một cái không gian ấm cúng, nhìn rất là đẹp ban đêm. Các bạn đi dọc cái hành lang với đầy hoa cây cảnh, hoa dâm bụt, hoa 10 giờ, hoa vàng, hoa đỏ, mình trồng trúc nhật và rất nhiều cái loại hoa lá dễ sống. Các bạn thấy là ánh sáng đèn lên rất là đẹp. Đây, cái cốc ban đêm lên đèn đây. Thích thì hai cốc đâm mắm ớt ăn. Đó. Thì nếu các bạn làm đầy đủ ánh sáng, cây xanh, sân vườn thì các bạn sẽ có được một cái không gian, một cái sân đẹp từ ban ngày lẫn ban đêm các bạn. Đó là một cái quan trọng nhất cho căn nhà của mình, chứ không phải là xây nhà rộng bao nhiêu và có bao nhiêu tầng, 3 tấm hay 2 tấm. Ở nhà quê các bạn thấy cái quan niệm là nhà tôi 3 tấm, nhà kia 4 tấm, nhà ông nọ 5 tấm, hoặc là người ta kêu là nhà mày mấy mê, nhà kia 4 mê, nhà mày 5 mê hay 6 mê, đại khái như vậy. Và phòng rất nhiều, trong khi đó thì những cái linh hồn, những cái vẻ đẹp quan trọng nhất của căn nhà thì người ta ít có để ý tới. Có một số người hỏi anh làm cái vườn này đẹp quá bao nhiêu tiền, khi mình nói vài chục triệu thì người ta té ngửa, người ta kêu mắc quá thôi không làm. Chiều tối mát mát thì các bạn có thể kéo một cái bàn nhỏ ra đây để cái máy tính, ngồi làm việc, làm nhâm nhi một cái ly cà phê. Bữa nào mình mua một vài gốc hoa hồng nữa mình trồng ở đây thành một cái gọi là vườn hồng nho nhỏ cho các bạn một cái không gian rất là thoải mái, xanh. Cái gốc này là gốc mình rất là thích nhất trong căn nhà. Cái hành lang đi ra sau và cái chỗ này là cái chỗ hành lang. Đó.
Rồi, xin chào, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn cố gắng tìm tòi, search, tìm kiếm có những cái ý tưởng để xây cho gia đình mình những căn nhà với chi phí thấp mà phải đẹp, ai cũng phải trông trồ nha các bạn. Cùng với một cái mức tiền đó nhưng mà các bạn chịu khó ha, tìm tòi nghiên cứu, có những cái idea táo bạo thì căn nhà của bạn sẽ khác biệt, chắc chắn khác biệt so với căn nhà khác cùng đầu tư một cái mức tiền như nhau.